em làm gì đấy? Em định vứt cái điện thoại này đi. iPhone X à? iPhone X vứt làm gì? Đổi lên máy mới được mà. Đổi được ạ? Đổi được, em cần đổi máy gì ấy? Đổi cho em luôn. Đổi được nghe máy mới tinh được không anh? Được chứ, anh này pin trên 90 à? Vẫn còn ngon, anh đổi cho. Ok. iPhone X của em pin trên 90 thì anh thu lại được 2.2. Em lấy con iPhone 12 này đi. 12 mới 164GB, 6.8. 12 à? 12 thì cũng đẹp đấy anh ạ. Em bù cho anh là 4.6 nhá. Ok. Nhưng mà thế còn giá của 13 Pro Max thì sao anh? 13 Pro Max thì nó đắt gấp đôi iPhone 12 lận em. Nhưng mà em thích đổi thì anh vẫn đổi cho. À, với lại bạn em ấy có XS Max hoặc là 11 Pro Max mà muốn đổi lên 13 Pro Max thì có được không anh? Cái khác đổi lên đời cũng được nha. XS Max này, 11 Pro Max này, 12 Pro Max này. Muốn đổi thì cứ cho anh xem hình ảnh máy với cả phần trăm pin là được rồi. Thôi, em lấy iPhone 12. Đây trả anh tiền này. 4.6 thôi.